Thiên TV xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel. Và sáng hôm nay thì Thiên TV sẽ chia sẻ với các bạn một cái clip ngắn. Xuất phát từ một bạn đã comment ra hỏi Thiên TV về một cái ý kiến nhỏ, đó là bạn hỏi là ở trên cái chậu dâu của Thiên TV thì bỏ cái gì đây? Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy. Đấy. Thì thật ra thì với Thánh Nhân TV thì cái niềm đam mê thì xuất phát từ trái tim, và những cái video clip thì cũng xuất phát từ cái ý tưởng của bạn, những cái câu hỏi của các bạn. Thì Thánh Nhân TV luôn sản xuất những cái đoạn clip để cùng mà phục vụ các bạn giao lưu và cũng trả lời những các bạn nào cần thiết, thì có những ý nhỏ thôi thì cũng đó là cái niềm vui của Thánh TV. Nếu các bạn áp dụng mà nó thành công với cái việc trồng dâu của mình thì rất là vui. Và đây thì Thánh TV chia sẻ với các bạn, đây là một cái loại rêu các bạn nhé, đây là một cái loại rêu khô. Rêu khô này thì họ bán ở ngoài cửa hàng vật tư nông nghiệp các bạn. Cái này thì để làm cái gì? Thì cái rêu khô này thì trước đây thì Thánh TV trồng thì cũng không biết các bạn, thì bỏ cái lưới đen, kia cái chỗ bạn này, cái lưới đen đen thui gì cả đó, đó. Lưới đen này thì nó là chất hóa học các bạn, thì khi mà phủ ở đây thì nó cũng sạch quá, nhưng thì nó cũng nó là chất hóa học, nên là khi mà nó nắng lên đó các bạn, nắng thì nó vẫn có cái độ nóng, mình cũng không thấy nó cũng chỉ là nó cũng được, nó cũng che, nó cũng giữ nhiệt, nó cũng làm cho quả dâu sạch. Tuy nhiên thì thời gian năm 2019 đây thì cái mùa dâu tây mới thì Thánh Nhân TV có lên cái cửa hàng vật tư nông nghiệp đó các bạn, thì thấy cái cô mà bán dâu vật tư nông nghiệp cô trồng hoa nhiều, và cô nó bỏ cái này xuống gốc này, cô bón phân xong cô để cái này lên, thì Thánh Nhân TV thấy rất là nó hiệu quả, thì mình cũng mang về mình phủ cho dâu. Cái mục đích thì để cho nó giữ nhiệt các bạn nha, giữ nhiệt, nhưng mà bản chất cái dâu này, cái rêu khô này thì nó là chủng loại thực vật mà nó nguồn gốc tự nhiên, cho nên nó cũng sạch bệnh nè. Hai nữa là nó cũng có một cái gì đó nó thiên nhiên, nó rất mát, cái khả năng mà thân thiện với môi trường rất là tốt các bạn. Đấy, nhưng nó không như cái lưới đen các bạn nhé. Lưới đen nó là chất hóa học. Thì phủ vào đây thì các bạn thấy nó giữ nhiệt được này. Khi mình tí nước thì khi mà có nắng gắt cỡ nào thì gắt, nhưng mà nó vẫn giữ được cái gốc, nó vẫn ok. Cái đất nó vẫn mát này, nó là không như cái nóng cái rễ cái gốc, thì cái khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của dâu tây nó vẫn ok. Thì như các bạn thấy trước mặt của mình đó là cái chậu dâu tây Nhật Hana này, bì đá này, các bạn thấy chưa, đó tất cả dây gốc. Mặc dù có nắng gắt cỡ nào nhưng mà khi tất nhiên là nắng gắt quá thì không tốt, nhưng mà ý là phủ như vậy thì các bạn thấy không, cái độ ấm nó rất tốt. Thì khi mà mình để một cái lớp phân rơi hoặc phân cá hoặc cái gì ở dưới cái lớp mặt cái phân hữu cơ các bạn, thì các bạn phủ một lớp rêu này thì cái độ ấm nó luôn có, thì cái khả năng hấp thụ của cây dâu nó cũng rất tốt cho trong quá trình mà sinh trưởng và phát triển. Đây thì các bạn có thể thấy được đây, đó là tất cả các gốc đều được phủ rêu nhá. Thì đó là một cái chia sẻ sáng nay đối với một bạn mà quên mất cái tên của bạn. Đây các bạn thấy chưa, mặc dù là lấy bằng rất sâu ở đây thì cho một ít thôi, một cái chậu dâu Nhật Hana. Thì chia sẻ với các bạn một chút nhỏ nhỏ nữa là Thánh Nhân TV không dùng bất kể một loại phân bón lá nào cho dâu tây, mà chỉ dùng phân bón qua rễ thôi các bạn. Thì cố gắng là cho dâu phát triển, cho dâu hút chất dinh dưỡng từ rễ chứ không có hút chất dinh dưỡng qua lá. Thì cái đấy thì làm cho cái cây dâu nó luôn luôn khỏe các bạn nhé, chứ không có dùng một cái chất dinh dưỡng nào mà bón qua lá. Đó thì các bạn có thể nếu như các bạn có ý kiến thì cứ comment, còn cái cách trồng của mình là như vậy các bạn nhé. Thì đó, thì đây là một cái dâu Nhật đó các bạn, Nhật lùn đó các bạn. Mình cái này nó không hiệu quả lắm, ngắt đi các bạn nhé. Đây. Nếu mà nó cảm thấy mà cái khả năng không có hiệu quả về cho hoa thì các bạn nên ngắt, không có tiếc. Nó để cho nó nuôi một cái cành khác các bạn này. Đây. Cành khác thì cái cuống nó to to và nó nhìn nó chung là nó có triển vọng hơn thì mình để, còn lại không mình ngắt đi các bạn nhá, cho nó nuôi cái quả khác. Đấy. Đấy thì đấy là những cái rêu, và trả lời một bạn là sáng nay có comment bạn gì, xin lỗi là quên mất cái tên kênh của bạn,
nhưng mà bạn có lẽ là một cũng là một fan của dâu tây. Và một cái nữa các bạn, khi mà mình trồng như thế này thì mình tưới nước thì không, nó không bị văng lên cái quả dâu các bạn nhá. Đây, nếu như mà trồng luống thì người ta phủ bằng nó của người ta phủ bằng bằng cái tấm, cũng là cái tấm đen đen, nhưng mình thấy cái này hay hay, người ta nhiều thì buộc lòng người ta phải làm, người ta phủ bằng cái tấm ni lông đó. Thì làm cho cái quả dâu nó luôn sạch sẽ các bạn nhé. Đấy, sạch sẽ và không có bị văng đất. Đó là cái chia sẻ của Khánh Hân TV sáng hôm nay. Đó thì với Khánh Hân TV thì làm những cái gì mà nó thực tế và nó phát triển, và đặc biệt là nó mang lại cái hiệu quả, thì chia sẻ đến quý vị các bạn như vậy. Và video clip của Khánh Hân TV sáng nay thì xin kết thúc ở đây. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Và nếu các bạn có ý kiến gì thì hãy comment ở bên dưới nhé. Comment ở bên dưới, và đồng thời thì góp ý nữa, góp ý cho Khánh Hân TV, và chúng ta cùng cùng đam mê, cùng chia sẻ những kinh nghiệm của mình về những cây dâu tây. Thì Khánh Hân TV cũng đang trong quá trình sưu tầm này các bạn, sưu tầm, và đây thì cũng mới mua thêm 5 cây dâu Hà, cây dâu mà dâu Nhật, không phải dâu Nhật mà là dâu Hà Lan hoa đỏ các bạn. Đấy, đồng trồng nhỏ nhỏ đó các bạn. Đây, trồng thì hy vọng là Tết nó sẽ ra hoa. Các bạn thấy à, mua về thì cái bộ rễ nó khá tốt các bạn, rễ khá tốt, và để ngoài trời tự nhiên mà thấy nó rất tươi và rễ phát triển rất tốt. Đã trồng, anh em TV đã trồng rồi, ok. Đây, nay thì trồng một cái cây, hai cái bụi dâu Nhật Hana các bạn. Nói chung các bạn thấy tất cả những các cái đồ mà chậu hoặc là các cái mà có thể trồng được cây, mình sẽ đục lỗ cái đáy ra trồng được cây thì cao cao lên chút, thì Khánh Hân TV đều sử dụng để trồng những cái cây dâu tây. Nghe các bạn thấy thì rất là dễ ha, trồng như vậy thì nó cao cao lên thì nó sẽ, khi có quả nó xõa xuống nó sẽ đẹp. Đó là vườn dâu nhà Khánh Hân TV là như vậy đó. Xin chào lại và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng và vui vẻ, luôn sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Xin chào các bạn nhé. Khánh Hân TV đi rồi.